Thì mình có một cái ý tưởng rằng là tại sao mình không gửi những cái tranh mình vẽ đến 20 người nổi tiếng, từ diễn viên, ca sĩ cho đến YouTuber, để họ đánh giá tranh của mình. Nghe rất là ảo tưởng luôn, nhưng mà mình cũng sẽ thử và chắc chắn là nó sẽ cần rất là nhiều may mắn luôn. Nên là các bạn đừng quên tặng cho mình một like nha. Mình thì mình khá là tự tin vào trình độ vẽ 25 năm của mình, mặc dù năm nay mình mới 19 tuổi. Đầu tiên là Thành Pan. Anh Thành sinh năm 1990 và hiện tại anh đấy mới 18 tuổi. Các bạn tưởng rằng là mình sẽ làm một cái video nói về tiểu sử của những người nổi tiếng mình làm trong video á? Thôi bạn ơi, làm như vậy thì nó rất là xàm xí, tại vì những người nổi tiếng thì chắc các bạn cũng biết. Thì anh Thành Pam nói cơ bản là anh ấy là một họa sĩ, mà cũng không phải họa sĩ nữa các bạn, tại vì anh này rất là nói bậy luôn. Nhưng mà ok, anh ấy làm những video lịch sử khá là hay ha các bạn. Ok, ở đây thì mình đã vẽ anh ấy theo cái trường phái kiểu nó cũng là anh Thành Pam, nhưng mà nó hơi kiểu cứng cứng một xíu thôi các bạn. Và mình thấy khá là đẹp ấy. Bây giờ thì ghi chữ ký của mình thêm nữa là xong các bạn ơi. Thì cơ bản là mình chỉ vẽ như vậy thôi, tại vì fan art thì tấm lòng là chính ha. Ôi, đây chính là fanpage của anh ấy. Rất là xinh gái luôn hả các bạn. Bốn chị em Thành Pam. Sao nhìn bạn ai cũng giống nhau vậy. Ok, gửi anh Thành nha các bạn. Gửi anh Thành thì mình phải tim, hung, gửi trái tim các kiểu các bạn. Vậy thì nó mới anh ấy mới nhận được. Ok, thì sau khi comment xong thì mình phải ghi là anh thấy đẹp không, tại vì mình cần những người nổi tiếng đánh giá đấy. Nhưng mà mình thực sự là mình chỉ chat một lần thôi các bạn, chứ mình không spam đâu, làm phiền họ lắm. Kết quả là không có gì hết. Qua người nổi tiếng thứ hai các bạn, đó chính là anh Hùng Akira. Thì đây là một anh làm về Free Fire là mình thấy là nổi nhất. Sau đó rồi có rất là nhiều game luôn. Và trong cái chủ đề mà mình làm trên kênh rất lâu năm thì trong đó có tựa game tên là Roblox thì ra hay là gọi là Love Food đấy các bạn. Mình thấy anh Hùng Akira khá thích One Piece, nên là mình sẽ vẽ anh ấy theo kiểu One Piece ha. Quấy, khá là đẹp và theo kiểu chibi đấy các bạn. Ok, đây là fanpage của ảnh ha các bạn. Wow, 800k người theo dõi luôn hả? Kinh thiệt. Wow, mình cũng không tin là nhiều đến vậy các bạn ơi. Gửi ảnh thôi các bạn. Mà mong, mình thực sự là mong có một ai đó rep mình các bạn ơi. Tại vì mình phải có người nào đó rep thì video này mình mới có thành công được các bạn. Chứ nó không, nó thành clickbait được các bạn ơi. Ok, gửi anh Hùng Akira. Và kết quả là không nhận được gì hết các bạn ơi. Thôi thì không YouTuber nữa các bạn. Mình sẽ chọn một ca sĩ, và đó chính là anh Hiếu Thứ Hai. Thì anh Hiếu Thứ Hai này mình sẽ vẽ theo kiểu phong cách anime và cái ác đẹp trai tí các bạn. Tại vì anh Hiếu Thứ Hai khá là đẹp trai ha. Lúc mà mình xem anh ấy thì những cái ảnh mà Google nó trả lại cực kỳ là hot boy luôn các bạn. Và các bạn nhìn thấy mình vẽ cũng khá là đẹp đấy, theo phong cách anime. Anh Hiếu Thứ Hai là chắc là ở một đẳng cấp cực kỳ lớn luôn các bạn. Chắc là mình sẽ không gửi được đâu, nhưng mà mình cứ thử vận may thôi các bạn. Đây chính là fanpage của anh Hiếu Thứ Hai ha. 1.9 triệu người theo dõi. Và nhắn tin thôi, gửi anh ấy thôi các bạn ơi. Mình cũng chỉ thử thôi chứ. Không có gì hết các bạn. Tiếp theo sẽ là anh Sơn Tùng MTP. Ok, còn nổi tiếng hơn cả anh Hiếu Thứ Hai nữa. Và một lần nữa mình thử vận may các bạn. Đa số thì các bạn biết là những nghệ sĩ như anh Hiếu Thứ Hai hay Sơn Tùng MTP đấy các bạn, thì ra được họ rep thôi là để vui rồi, còn ở đây mình còn nói nhận xét nữa thì nó hơi khó. Nói chung là mình chỉ dễ vì tấm lòng của mình thì mấy anh ấy không nhận được thì các bạn có thể xem giúp mình ha. Mong các bạn thấy thế nào. Lúc này mình vẽ mình cười không ra nước mắt luôn các bạn. Mình cái này là mình lấy từ ác của Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng ấy các bạn. Mình thấy giống như hai giọt nước luôn các bạn, chỉ khác nhau mỗi cái mặt. Ok, lưu lại gửi cho anh ấy các bạn ơi. Wow, anh ấy còn để poster được làm trái tim bên đầu. Nhớ là cái video này đã được 100 triệu view rồi đúng không các bạn? Cô chúc mừng anh luôn ha. Mặc dù cái ác của mình nó tệ quá các bạn ơi, mình không phải trường phái dễ thật, nên là một lần nữa không được. Mình lại qua trở lại YouTuber các bạn, đó chính là người thứ tư nhỉ, đó chính là anh Sang Trần nha các bạn. Thì anh Sang Trần là một streamer đúng không các bạn, và theo mình nhớ mang máng thôi, thực sự là mình cũng không xem anh Sang Trần lắm. Thì mình nhớ anh ấy là chủ của Chicken Gang đúng không các bạn, nên là mình sẽ vẽ theo người gà các bạn. Wow, mình không biết là do buồn ngủ hay là do sao nữa các bạn, mà mình lại nghĩ ra một cái ý tưởng giữa kết hợp giữa người và gà.
nó thành ra cái này người wow, ngại ghê các bạn. Wow. Ok, gửi anh Sang đi các bạn ơi. Mong là anh ấy rep ha. Sao mình có cảm giác là anh Sang sẽ rep mình đấy các bạn. Cái cảm giác này rất là mãnh liệt. Wow. Oh, trời ơi, hết hồn. Tự nhiên mình gửi xong nó tin cái mình cứ tưởng anh Sang rep liền luôn các bạn ơi, tin nhắn tự động. Trời ơi, cái tin nhắn này nha, làm hết hồn. Tự tin hơi thái quá rồi. Một người nổi tiếng tiếp theo mà mình thấy khá là thích các bạn đó chính là Zenomi. Thì bạn này là một bạn lập một cái fanpage bên Facebook, hay còn cụ thể có biệt danh là nữ sinh cao trung với những content bí ẩn. Thì bạn này da mình nghĩ bạn ấy là trai nên các bạn không cần thắc mắc. Mình không biết là những bạn xem video này có biết bạn ấy hay không, chứ thực ra là mình follow fanpage bạn ấy vì những bài đăng của bạn ấy khá là thú vị. Và fanpage của bạn ấy cũng không phải là nhỏ, khoảng trên 100k người follow thì nó cực kỳ nhiều luôn. Đấy nên là mình thấy bạn này cũng là người nổi tiếng mà các bạn, tất nhiên là vậy rồi. Thế nên mình sẽ vẽ theo cái gọi là, cái này gọi là cái gì các bạn, gọi là mascot hả? Nói chung là nhân vật thương hiệu của bạn ấy. Thì đó chính là một nữ sinh cao trung với bộ đồ thể dục màu đỏ. Và nhìn rất là dễ thương luôn các bạn. Nhưng mà cái này mình cover lại bằng cách, ý là mình vẽ thêm đấy các bạn, bằng cách là mình sẽ cho nhân vật rõ ràng ra luôn, chứ không phải là cái chibi như là bạn ấy để. Và tất nhiên là đây là một trong những bức tranh mình tốn nhiều thời gian nhất từ nãy đến giờ. Mình nói với các bạn là mình vẽ bằng tấm lòng nên là mình vẽ thuận rất là nhanh. Nhưng mà của bạn này thì mình rất là chăm chút ha. Tại vì kiểu vẽ giống như anime đấy, mình cũng muốn thể hiện đối với những bạn xem của mình ha. Đây, fanpage của bạn này nè các bạn. Trên 100k người follow luôn, 20k lượt thích. Nói chung là bạn này là một trong những cái fanpage cũng khá là lớn rồi ha. Và mình cũng theo dõi khá là lâu rồi. Ok, gửi bạn ấy luôn các bạn. Gửi Brozen. Wow, nhìn lại thì cũng đẹp các bạn. Màu đỏ nó rất là nổi luôn. Rất là đẹp ha. Wow, bọn nó xem luôn. Mình phải gọi là anh các bạn ơi. Mình nghĩ là anh này lớn hơn mình ha. Ok, anh Gen xem luôn các bạn. Còn tá he he nữa chứ. Yes. Yo. Công sức mình bỏ ra được đáp trả đây các bạn ơi, thanh các bạn nhiều đi chứ. Thực sự ok. Vui thực sự các bạn. Quá tuyệt vời, cảm ơn anh Gen đã comment. Yo, thực sự là sau cái vụ này mình được tiếp rất là nhiều động lực luôn các bạn, để mình vẽ tiếp ha. Ok, mình sẽ cố gắng vẽ tiếp luôn các bạn. Một người đầu tiên nhận xét đầu tiên, và đó là khen ha. Tiếp theo đó chính là vui vẻ. Ok, vẽ vui vẻ thì mình nghĩ là mình sẽ vẽ theo cái kiểu chat lên một tí các bạn. Cái thanh niên làm chat đi các bạn. Wow, rất là mong chờ cái kết quả các bạn. Boom. Rất là chat luôn các bạn. Nhìn nó khó vậy thôi các bạn, chứ thực ra là vẽ cái này nó còn dễ hơn cả vẽ của Zenomi nữa. Thế nên là công sức mình bỏ ra khá ít, nhưng mà không biết là thành quả nó có được hơn người của bạn. Thế nhưng là fanpage của vui vẻ ha, gửi cho vui vẻ luôn. Wow, mong là vui vẻ sẽ xem ha các bạn. Vô, rất là đẹp luôn các bạn. Đây là một trong những bức tranh mình thấy đẹp nhất luôn ý, từ nãy đến giờ. Và các bạn biết gì không? Anh vui vẻ thực sự xem, nhưng mà không rét các bạn. Thì mình nghĩ là xem thôi cũng khá là quý hóa lắm cho mình rồi các bạn. Mình cũng là fan vui vẻ các bạn ơi. Wow, rất là cảm ơn anh vì đã xem luôn nha. Tuyệt vời các bạn, có hai người nổi tiếng xem bức tranh vẽ các bạn ơi. Thỏ 7 color. Thỏ 7 màu các bạn ơi. Thỏ 7 màu chắc mình vẽ cỡ 30 giây là xong các bạn, nhưng mà mình cũng không muốn vậy. Mình sẽ vẽ thỏ 7 màu chat luôn. Tại vì hồi nãy mình vẽ chat cho anh vui vẻ, anh ấy đã xem. Nên là thỏ 7 màu với 3,3 triệu lượt thích. Thì mình cũng sẽ làm như thế. Ok, gửi. Không biết anh ấy xem không ta. Thỏ 7 màu kiểu đang có về event Liên Minh Huyền Thoại. Thế mà mình đi vẽ bình thường đó, nên là mình cũng phải chú tâm đến vẽ thêm cái nón lá nữa các bạn cho nó hợp. Nhưng mà thôi. Nhìn thỏ 7 màu đi chat quá các bạn ơi. Ây da, sau combo lần mình được những người nổi tiếng khen thì lần này mình đã bị hớ các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình biết là mình đang thử vận may thôi mà. Tiếp theo là anh streamer rất là nổi tiếng, đó là anh Độ Missy. Thì mình nghe bảo là anh Độ Missy mới chào đón một thành viên mới trong gia đình đúng không các bạn?
Thì Gia lần này mình cũng sẽ vẽ arc về liên quan đến việc ấy để chúc mừng gia đình anh ấy nha. Thực sự là lúc này mình xin lỗi nhưng mà thực sự là mình làm việc khá khuya đấy, nên là lúc này mình khá là buồn ngủ ấy các bạn. Mình chỉ muốn làm công việc nó nhanh nhanh một tí, nên là cái arc mình vẽ nó giống như là cái tranh ấy các bạn, nó giống như học sinh cấp 1 vẽ em yêu trường em ấy các bạn. Thực sự là rất là xấu luôn các bạn. Mình ước gì mình có thể làm tốt hơn, nhưng mà mình cũng đã gửi rồi nên mình cũng không thể vẽ lại các bạn. Có vẻ là thôi thì đó là tấm lòng của mình các bạn ơi. Chúc gia đình anh mạnh khỏe và mình sẽ gửi cho anh ấy ha. Mình tìm mãi mới được trang Facebook cá nhân của anh ấy các bạn, tại vì fanpage nó không có chỗ nhắn tin. Ok, mình sẽ để đó nha. Ok, người tiếp theo cực kỳ nổi tiếng dạo gần đây về vẽ luôn. Đây là có thể nói là họa sĩ thứ hai mà mình nhờ họ nhận xét của mình. Chanh ấy các bạn, đó chính là anh Cận Thị TG nha. Wow, cái gì? Nhìn cái khuôn mặt nó rất là chiêu chiêu luôn các bạn. Thì anh ấy có một cái style vẽ kiểu nó giống như là vẽ chinh nót đấy các bạn, với cái background là màu vàng nên là nó khá là đặc trưng. Nên là mình sẽ gửi cho anh ấy Cận Thị TG 3.0. Ồ, mình tưởng là anh ấy phải gần 200.000 người theo dõi chứ ta, sao có 68 vậy chứ, anh ấy mới lập thôi các bạn. Ok, gửi anh Cận Thị nha. Nếu mà được họa sĩ đánh giá nên thì còn gì bằng các bạn. Wow, mình cũng khá hâm mộ anh Cận Thị ha. Lama bro. Yo, lấy đứa rồi. Cảm giác này các bạn có hiểu không? Các bạn hiểu cảm giác kiểu như này đua idol thành công mấy các bạn. Wow, anh ấy thả ha ha vô cái ảnh của mình. Và anh ấy còn ghi thêm một cái nữa là ma bro nữa. Thật sự là mình rất vui các bạn. Yes, one more time. À, mình không biết mình đọc tiếng Anh đúng không các bạn? Mà kệ đi, mình vui quá các bạn. Yes. Ok, đơm đớm các bạn ơi. Chắc 97 rồi phát sáng. Ok. Ok, nhưng mà xin trước tiên xem tiếp thì mình mong các bạn nào là fan chắc 97 thì các bạn nên skip đoạn này đi. Tại vì mình nghĩ là các bạn sẽ không dám nhìn cái bức tranh vẽ đâu. Con người ngoài hành tinh này mắt sẽ hơi hí một xíu, tại vì cho nó giống đơm đớm các bạn. À không, mình không được cười các bạn ơi, tại vì mình nghĩ là fan đơm đớm rất là nhiều luôn. Ok, nhìn giống khá là giống chế bơ luôn. Ok, gửi anh ấy các bạn ơi. Em vẽ người ngoài hành tinh theo trên. Anh ấy sao ạ? Tất nhiên là anh ấy có xem được thì chắc anh ấy cũng ấn vào đánh dấu chưa đọc các bạn. Tại vì các bạn biết mà, anh TQ. Ok, đây chính là một trong những YouTuber khá là hài trên mạng. Và anh ấy làm về phần reaction TikTok. Và yeah, mừng ta đa nhà đông đa nhà. Ok, đúng là rất là hề hước luôn các bạn. Anh TQ thì mình có tìm ở trên fanpage của anh ấy thì mình thấy nó còn khó lắm các bạn ơi, nên mình tìm bằng lợi trần thì mình thấy là đây chính là Facebook cá nhân của anh ấy ha. Nhưng mà sao cái ảnh Sukuna này mà lem quá vậy. Ok, gửi ảnh nha các bạn. Ôi, mong anh ấy sẽ thấy nha. Không thấy được các bạn ơi. Tiếp theo đó chính là anh Toy Station. Thì không phải là anh Toy Station các bạn, mà là anh Akatai ha, hay còn gọi là anh Khoai Tây đấy. Thì đây là một anh chủ kênh của kênh làm về đồ chơi, sưu tập đồ chơi. Hay là cụ thể ở đây thì có một cái thể loại mới trên kênh của anh ấy. Không phải thể loại mới nữa các bạn, anh ấy đã làm rất rất lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây thì rất là được nhiều bạn và nhiều người nổi tiếng để ý. Đó là về thể loại mở pack 1B, mở pack Pokemon hay gọi là TCG đấy. Thì đây chính là anh Akatai, mình sẽ vẽ theo kiểu là tranh biếm họa các bạn. Kiểu nó rất là bỡ bỡ ấy các bạn, nó không theo quy luật nào cả, hay là nó có theo quy luật gì đấy, nhưng mà các bạn hiểu ý mình mà. Những cái tranh biếm họa mắc cười đấy thì mình sẽ vẽ theo kiểu đấy. Thì đây chính là thành quả của mình, nhưng mà thực sự là mình không thể tìm được fanpage của anh Akatai mà nó cho phép mình gửi tin nhắn, nên là mình sẽ gửi bằng Gmail nha các bạn. Và gửi bằng Gmail thì mình thấy cái tỷ lệ nó hết cứu lắm các bạn ơi, tại vì nó rất là khó nhìn, có khi thư của mình nó nằm vô một rác nữa. Tiếp theo là anh Chris Devil Gamer. Thì anh Chris Devil Gamer thì cũng không cần bàn nữa các bạn ơi, tại vì rất là nổi tiếng rồi. Mình thì mình thấy anh Chris cũng khá là đam mê về bóng đá, nên là mình sẽ vẽ anh Chris đang nha các bạn. Kiểu cái tướng của Ronaldo nhưng mà gương mặt thì của anh Chris.
Đây, nhìn nó rất là cháy luôn các bạn. Ronaldo, số 7 grid. Nhưng mà sao nhìn cái mặt này giống chú xuống bắt quá các bạn. Dễ grid ai ngờ đâu. Mình rất là hâm mộ tài năng của mình luôn. Có lẽ là mình nên gửi anh grid thôi các bạn. Mình cũng đang định gửi luôn chú xuống bắt. Tự nhiên ui, thực sự là rất giống chú xuống bắt luôn các bạn. Tài năng của mình đúng là thiên bẩm mà các bạn. Rồi, kết quả là anh grid cũng không xem các bạn ơi. Game cực hay là một kênh mà dạo gần đây thì mình thấy nó cũng đang thay đổi một xíu. Tại vì kênh của mấy anh ấy hay là mấy anh chị thì đã đổi voi mới, không phải là anh Hứa Văn Minh nữa. Thế nên là chắc là cũng sẽ có một số khó khăn nhất định. Nên là mình sẽ vẽ những cái bức tranh theo kiểu là tiếp sức hơn các bạn. Để game cực hay bốc lửa đằng sau kiểu là sẽ vẫn cháy như ngày nào mặc dù là có thay đổi ha. Đấy chính là thông điệp mình muốn gửi đến game cực hay. Và ok, mình sẽ gửi và chúc game cực hay sẽ vẫn mãi cháy nha các bạn ơi. Và có thể là mong anh Hứa Dương Minh làm game thì anh ấy cũng sẽ thành công với con game của mình nè. Tiếp theo là anh Dương FG. Thì mình cũng có xem anh Dương FG khá là nhiều các bạn. Và đặc biệt nhất là anh ấy có một cái meme để đôi mắt anime đấy các bạn. Thế nên mình sẽ vẽ anh ấy thêm đôi mắt anime cộng thêm kiểu như một tranh biến họa các bạn. Và cái kết quả thì mình rất là vui luôn. Tại vì nó chẳng giống cái gì hết các bạn. Nhưng mà thôi, mong là thay vì anh ấy cảm thấy đẹp để nó là fanart thì anh ấy có thể đưa lên làm meme cũng được. Ok, mong là anh ấy sẽ xem được. Chắc chắn là không xem được rồi. Trực tiếp game, ok. Lúc mà mình tìm những người nổi tiếng nào để check coi để mình vẽ các bạn, thì mình vô tình thấy anh Dũng CT đang live stream. Thế nên là mình cũng đưa vô đây để mình vẽ luôn. Và mình cũng có tìm được fanpage của anh ấy để có thể gửi. Đây chính là kiểu cái avatar ngày xưa của anh ấy đúng không các bạn. Màu tím và màu xanh dương, nhìn nó rất là hợp màu ấy các bạn. Và yeah, cái phần này nhìn khá là đẹp ha. Thế nên là mình sẽ gửi cho anh ấy. Và mong anh ấy xem thôi. Thật sự là nãy giờ mình ăn nguyên combo chẳng có ai xem mình luôn. Thì lần này mình nghĩ là chắc là do anh ấy đang live stream nên không xem thôi. Thế nên là các bạn cứ đợi ha. Yeah, thôi khỏi đợi cũng được các bạn. Chị Remind, ok, mình sẽ vẽ nha. Hình như là mình nhớ là chị Remind có một cái meme về cái áo khoác con Pikachu vàng và có cái gương mặt nó rất là bợ luôn. Thế là mình sẽ cover lại, nhưng mà sẽ còn vẽ bợ hơn thế nữa. Tuyệt vời, nhưng mình mong đợi. Gớm thiệt sự các bạn. Ý mình nói đây là mình dễ xấu chứ không phải là mình có ý gì nha các bạn ơi. Mình cũng không tự tin là mình nên gửi cái này cho chị ấy nữa. Nhưng mà mình thật sự là lần này mình mong là chị ấy không xem được các bạn. Mình sợ chị ấy sẽ bị ám ảnh quá. Ghê thực sự các bạn. Lao G, một ca sĩ các bạn ơi. Mình sẽ vẽ Lao G theo phong cách ngầu ngầu tí. Tại vì mình mới thấy được một cái ảnh rất là ngầu của Lao G luôn. Wow, cực kỳ đẹp trai luôn các bạn ơi. Và giọng rất là trầm ấm rồi các bạn. Wow, chỉnh trở lại cái miệng tí các bạn ơi. Còn ngoài ra những cái khác thì là mình khá là hài lòng ha. Anh Lao G thì mà mình thử vận may thôi. Chứ thật ra mình cũng biết là không được rồi. Nhưng mà cứ gửi đi các bạn. Ôi, không thể gửi luôn. Nó chặn mình từ trong trứng luôn các bạn. Cái giấy. Thôi thì qua mi game vậy. Mình sẽ vẽ theo cái logo các bạn. Đến giờ thì nói thật ra mình còn chưa biết mặt của anh Mi Game là như nào nữa các bạn. Thế nên thôi mình vẽ cover lại cái logo và yeah, mình nghĩ là như vậy là xong rồi ha. Đây chính là người cuối cùng trong 20 người nổi tiếng mà mình muốn họ đến giá tranh của mình nha. Yeah, gửi cho anh ấy thôi. Let's go. Xong. Không thể gửi. No. Ok, tóm lại đó chính là 20 người nổi tiếng mà mình nhờ họ đánh giá tranh của mình. Tóm lại thì tất nhiên là đây là thử vận may. Nhưng mà vận may trong video của mình không biết là do các bạn like hay là sao nữa các bạn. Mình thật sự may mắn luôn. Đó chính là mình đã có khoảng được 3 người trong những người nổi tiếng mà mình tìm. Họ thật sự đánh giá tranh cho mình và toàn là những điều tích cực thôi. Xin lỗi các bạn vì thì giá của các bạn sẽ bị hơi hỏng xíu bởi bức tranh của mình. Nhưng mà mong là các bạn sẽ thích. Bye bye.
mà video chỉ là giải trí thôi nha các bạn.